nay bên mình cho khách test xe thử nha. Thì khách sẽ test về chiều cao và trọng lượng của xe, rồi cảm nhận tí xíu ở một cái đoạn ngắn thôi nha mọi người. Rồi. À, có một cái anh khách, có một anh chồng rất là dễ thương nè, cưng vợ nha mọi người, chở đi ô tô tới cửa hàng để chở vợ để chọn xe nha. Người có mua xe thì ghé bên cửa hàng mình ủng hộ mình nha. Địa chỉ cửa hàng mình là 52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình chuyên kinh doanh xe máy Isuzu Vespa nha mọi người. Đây tên cửa hàng và địa chỉ nha mọi người. Rồi, mình quay sơ cửa hàng cho mọi người coi ha. Hiện tại khu dịch vụ của mình năm nay cũng khá là đông nè. Cũng giao được 50% số lượng xe rồi, hiện tại ở trong cửa hàng là còn 50% số lượng xe nha mọi người. Thì từ sáng đến giờ là full nha mọi người nha. Hiện tại là cũng đang cửa hàng cũng đang rất là lộn xộn rồi, từ sáng giờ cũng rất nhiều khách để ghé qua để xem xe, thử xe và nhận xe. Rồi ra xe cuối cùng rồi về nghỉ nha mọi người. Cảm ơn khách hàng với mọi người ủng hộ nha. Rồi, ra chiếc xe cuối cùng trong ngày nha mọi người. Rồi, cảm ơn khách hàng ủng hộ nha. Ai có mua xe ghé cửa hàng Mô Tô miền Nam nha. Đi xuống nha. Đi xuống. Đây là cửa hàng của mình nha mọi người. À, mình chuyên kinh doanh Isuzu Vespa nha. Hôm nay là mình giao chiếc cuối cùng cho khách. Rồi. Địa chỉ là 52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nha mọi người. Trời đang mưa chắc là nhiều sự may mắn cho khách hàng này ha. Rồi, ai có mua xe thì liên hệ số hotline 0828 598 698 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người xem clip nha.